tin nóng xin biết tối ngày 7 tháng 5. Thả thính xịt ngòm. Nhiệt ba gây sốt với tạo hình mới. Đàn Tùng Vận quá xuất sắc. Dù có màn khởi đầu tương đối thuận lợi, nhưng bộ phim của Dương Dương và Lộ Tư chẳng những không duy trì được phong độ mà còn ngày càng thất bại. Cụ thể như thế nào, hãy cùng chúng tôi theo dõi hết bài điểm phim hoang ngữ ngày hôm nay nhé. Bảng xếp hạng lượt xem phim trực tuyến. Theo như số liệu mà trang VinInkết ghi nhận sau buổi phát sóng tối ngày 6 tháng 5, Cánh Cửa Tái Sinh đã thu về 81,35 triệu lượt xem. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim của Vương Tuấn Khải và Trương Dịch thành công bảo vệ ngôi vị quán quân. Trên đa ban, chúng tôi cũng đọc được các ý kiến trái ngược nhau của dân tình về Cánh Cửa Tái Sinh. Thế nhưng với cá nhân chúng tôi, đây vẫn là một bộ phim có nội dung sâu sắc đáng để xem, nhất là giữa tình cảnh xin biết ngập tràn kịch bản ngôn tình thần tượng. Trong lúc này, Tranh Thiên Hạ đứng nhì ngày càng khiến người hâm mộ mất niềm tin vì thành tích sụt giảm trầm trọng. Hiện giờ bộ phim của Dương Dương và Lộ Tư chỉ còn thu về 79,28 triệu lượt xem. Vừa lên vị trí thứ 3 một bộ phim vừa ra mắt không lâu, Đảo Ngược Nhân Sinh với thành tích 61,12 triệu lượt xem. Dàn diễn viên trẻ đã thành công đẩy ngự sao kỳ khắp tự của Nhân Quy xuống hạng 4. Suy cho cùng thì những bộ phim có chất lượng thực sự vẫn xứng đáng được khán giả đón nhận nhiệt tình hơn là mấy bộ thích chiêu trò, tạo lùm xùm lôi kéo lượt tương tác của công chúng. Bảng nhiệt độ phim truyền hình. Sang đến bảng nhiệt độ phim chiếu đài cũng đang có diễn biến tương tự, Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám tiếp tục dẫn đầu với 80,71 triệu lượt xem. Sau mấy ngày ngụp lặn khắp các diễn đàn, chúng tôi đã đọc được không ít lời khen ngợi mà khán giả dành cho bộ phim. Đặc biệt có ý kiến cho rằng, tuy phản ứng cặp đôi giữa Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân còn lấn cấn, nhưng họ lại rất thích cách xây dựng hình tượng nữ chính. Ninh Mông chính là hình ảnh các cô gái thời hiện đại luôn nỗ lực phấn đấu trong cả công việc lẫn cuộc sống của mình. Đứng thứ hai là Đặc Chiến Vinh Diệu của Dương Dương Lý Nhất Đồng với 77,95 triệu lượt xem. Phong Khởi Lộng Tay tuy xếp thứ ba nhưng có cách biệt tận mấy triệu, thu về 72,44 triệu lượt xem. Đã phát sóng gần 10 tập, nhưng tới lúc này bộ phim của Bạch Vũ và Trần Khôn vẫn chưa có đột phá nào cả. Địch Lệ Nhiệt Ba ở phim mới Sinh Đỉnh. Sau một vài ngày im ắng thì hôm nay những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên phim trường Công Tố Tinh Anh tiếp tục được các blogger hé lộ. Lần này thì chúng ta đã được ngắm rõ hơn tạo hình của tiểu hoa 9X này. Nhiệt Ba vô cùng xinh đẹp và hợp với hình tượng một nữ công tố viên. Tiếp đến một vài khoảnh khắc của Viên Băng Nghiên ở hậu trường Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng cũng mới được chia sẻ. Nhưng mà Trúc Khanh Hảo chỉ vừa mới kết thúc, chắc là chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa mới được gặp lại ngôi sao 9X này. Cuối cùng là một tin mà chúng tôi không biết nên bày tỏ cảm xúc gì. Sáng nay trên Weibo của Xin Chào Thứ Bảy đã ra thông báo tạm ngừng phát sóng chương trình. Mà nguyên nhân chính có lẽ vì show kế nhiệm Happy Game này từ khi ra mắt đến nay đều không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Bạn có đồng ý với chúng tôi là Tranh Thiên Hạ của Dương Dương và Lộ Tư đã chính thức thất bại hay không? Đừng ngại ngần, hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!